Trái phú núi chào các bác nhá. Hôm nhà trái phú núi tháo ao các bác. Vừa tiện là bơm nước lên ruộng, vừa lấy ao cá bắt cá luôn. Lấy cá lên bên trên thả luôn các bác ạ. Đây, mỗi con 4-5 cân này. Quá là khủng rồi anh em ạ. Cá toàn cá nhỏ các bạn ạ. 5 cân thôi. Anh em 4-5 cân thôi. Ây trời ơi. Trái phú núi lại lên trên này thả các bạn nhá. Trên nước trong veo này. Ôi trời, ra đi em ơi. Ra đi, ra đi. Ra nào. Bỏ luôn này. Lên luôn nhá. Tăng tác nghiệp trên bờ cũng mệt phết các bạn ạ. Ôi trời. Ra đi em ơi. Ra đi em ơi. Ra đi. Mệt à? Ơ? Đi đi em. À vẫn đi được mà. Mày không biết đâm đầu vào đây không được nhá. Đi đi. Ủa. Con thì vùng vẫy ở góc bên kia kìa. Đây kia phục vụ hàng khủng cho các bác đây. Hàng 4-5 kg đây. Nhất tụ. Đây nhá. Lên bờ. Lên bờ. Ôi. Dầu chín nhiều quá các bác ạ. Còn chưa được cái thời gian này hái này. Đi đi. Chắc hơi mệt đấy. Lắm lòng bắt chúng ta không được. Úi xồi. Trên bờ. Chạy chạy lại này. Đấy, chưa đấy. Con cá nhỏ này. Ôi, thế thôi. Thôi. Video quay thế thôi các bác nhá. Bác nào có nhu cầu ăn cá sạch cá ngon thì liên hệ trại phú núi nhá. Ao nhà trại phú núi toàn chăn lá chuối thôi. Đây phải hút thêm một tí nữa. Vét sạch nữa.